Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Thì như thường lệ, hôm nay quay trở lại dự án Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em Thọ cũng xin giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư một lô đất rất là tuyệt vời anh chị nhé. Thì trên màn hình anh chị có thể thấy là em có đánh dấu vị trí của khu dự án Cát Tường Phú Hưng trên sơ đồ của thành phố Đồng Xoài là nó nằm ở đâu. Thì dự án của chúng ta nằm đối diện với khu công nghiệp Đồng Xoài 3 anh chị nhé, và có con đường Phan Bội Châu là kết nối lên thẳng cái quốc lộ 14 anh chị ạ, một trong những dự án mà đường thông kết nối nhiều nhất ở thành phố Đồng Xoài đấy anh chị. Thì để cho anh chị có thêm những cái nhìn thực tế hơn thì em có quay một cái video bằng flycam anh chị này, để cho anh chị có thể cảm nhận được rõ hơn vị trí lô đất này trên tổng thể dự án nó nằm ở đâu. Thì lô đất của chúng ta thuộc phân khu C anh chị nhé. Thì như anh chị có xem những cái video trước của em Thọ ấy, là khu C là khu mà được xây nhà nhiều nhất tại dự án Cát Tường Phú Hưng anh chị nhé. Tại vì khu vực này là nằm liền kế với khu dân cư hiện hữu, cũng như là nằm gần đường Trường Chinh, con đường kết nối từ khu công nghiệp Bắc Đồng Phú lên trung tâm hành chính tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Cho nên là khu vực này thì người dân ở thành phố Đồng Xoài người ta rất là thích. Và vị trí lô đất này đấy anh chị là thuộc phân khu C và nằm trên trục đường là đường 14m anh chị nhé. Và đường 14m thì vỉa hè mỗi bên là 3,5 m và lòng đường là 7m anh chị ạ. Cho nên là mình để xe hơi hay là đường nhà mình xe hơi nó tránh nhau là rất là thoải mái anh chị nhé. Trên gần cái lô đất mà em giới thiệu với anh chị ngày hôm nay thì cũng có một căn nhà mà cô chú cũng mới về đây xây dựng anh chị này. Vị trí này là xây dựng nhà đều và nhiều nhất tại dự án Cát Tường Phú Hưng anh chị nhé. Thì lô đất này là mình được xây dựng tự do anh chị ạ. Mình xây dựng tự do, mình không cần phải xây theo mẫu của chủ đầu tư. Và lô đất của chúng ta là lô đất thuộc hướng Tây anh chị nhé. Thì em sẽ báo luôn hướng cho anh chị nắm rõ hơn, để cho anh chị nào mà mua xây nhà ấy thì mình biết được cái hướng cụ thể, xem hướng có hợp với nhà mình không, để mình chọn được cái lô đất ưng ý và mình về mình xây nhà ở, thì công việc làm ăn cũng như là con cái của nhà mình được thuận buồm xuôi gió đấy anh chị. Và vị trí này thì theo em Thọ đánh giá là khá là đẹp. Thứ nhất là nó nằm gần cái đường Trường Chinh, đường 32 mét anh chị. Thì hầu hết những cái lô đất mà nằm gần đường Trường Chinh tại dự án Cát Tường Phú Hưng ấy thì nó luôn có mức giá cao hơn so với những cái lô khác ở trong dự án anh chị nhé. Đấy, đây là cái điểm đặc biệt của những cái lô đất trong dự án Cát Tường Phú Hưng anh chị ạ. Và lô này thì nếu mà lúc thị trường tốt ấy thì nó đã lên được mức giá là 1,5 tỷ đấy anh chị nhé. Đấy, giá 1,5 tỷ rồi, nhưng mà lúc đó có người trả rồi, nhưng mà cô chú chủ đất lúc đó lại chưa cần tiền, cũng như là bán được một số lô đất khác trong cùng trong khu này rồi, cho nên là cô chú không bán ra. Nhưng mà đợt này thì cô chú cần tiền để mua nhà đấy anh chị, cho nên là cô chú bán giá là 1,35 tỷ, nhượng lại cái cơ hội đầu tư này cũng như là cơ hội an cư cho quý vị khách hàng nào có duyên anh chị nhé. Thì dự án của chúng ta là một trong những cái dự án mà đẹp nhất của thành phố Đồng Xoài nói riêng, cũng như là tỉnh Bình Phước nói chung anh chị nhé. Thì là một trong những cái khu vực mà an cư và đầu tư lý tưởng nhất. Thì khu vực này nếu anh chị khách hàng mua sau này mình có cần tiền mình vay ngân hàng đấy anh chị, thì ngân hàng cũng rất là thích giải ngân cho những cái dự án mà hạ tầng bài bản mà luôn luôn có nhu cầu thực như vậy trong dự án Cát Tường Phú Hưng anh chị nhé. Thì hầu như tại thời điểm nào cũng vậy, chỉ cần có room một cái ấy, là hầu như dự án Cát Tường Phú Hưng là được ưu tiên giải ngân trước anh chị nhé. Và dự án này thì toàn bộ 100% các nền đất trừ những trục đường xây nhà mới cấp sổ ra, thì các nền khác thì đều đã có sổ sẵn hết rồi anh chị nhé. Anh chị mua là mình sẽ tiến hành đặt cọc và đi sang tên tại phòng công chứng luôn anh chị ạ. Và dự án của chúng ta thì tiện ích nó đầy đủ. Như trên màn hình anh chị có thể thấy, lô đất này thì nó nằm gần cái khu vực mà nhà văn hóa của phường Tiến Hưng đấy anh chị. Và cái vị trí mà vườn cao su phía trên màn hình anh chị thấy ấy, đó là quỹ đất mà được quy hoạch là trường cấp 3 xã Tiến Hưng, và trường cấp 1 và cấp 2 thì nằm liền kế với trường cấp 3 luôn anh chị nhé. Cho nên là con cái mình ở trong khu vực này ấy, sau này các cháu đi học khá là gần, còn bệnh viện rồi trạm y tế là nằm gần trường học luôn. Đấy, trạm y tế gần trường học, còn bệnh viện thì cách dự án khoảng 3 cây số anh chị nhé. Cho nên là dự án này nó hội tụ đầy đủ yếu tố là pháp lý cũng như là tính thanh khoản cũng như là tiện ích là đầy đủ hết 100%. Cho nên là mình mua đầu tư rất là ok đấy anh chị. Thì thời điểm này thì giá bất động sản có dấu hiệu chững lại,
thì anh chị khách hàng nào mà có tiền mặt sẵn mà mình đi mua là rất là tốt anh chị nhé. Qua năm tới tháng 1 năm 2023 thì room tín dụng được nới cho năm 2023 đấy anh chị, thì lúc đó giá bất động sản nó sẽ tăng lên một mặt bằng giá mới đấy anh chị. Thì anh chị khách hàng nào đang xem video này của em Thọ mà có duyên mua lô đất này thì anh chị cứ gọi về cho em Thọ qua số hotline là 0983 023 974. Và em Thọ cũng còn nhiều đầu nguồn hàng đầu tư trong khu dự án Cát Tường Phú Hưng, thì đợt này đang có dọ hàng hơn 100 nền giá tốt tại dự án, thì anh chị cần thì anh chị cứ liên hệ về cho em anh chị nhé. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã xem tới cuối video của em. Chúc anh chị và gia đình sức khỏe và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo ạ.